Một hôm, Đức Phật và A Nan đang hành hóa ở ngoại ô thành Xá Vệ thì đột nhiên có một người gánh hai thùng phân đầy ắp từ hướng ngược chiều đi lại. Xa trông thấy bóng Đức Phật, anh ta hoảng sợ dừng bước, định tìm một lối rẽ để tránh. Ý anh ta nghĩ rằng mình là giống người ti tiện thủ Đà La, lại thêm làm nghề ô uế, nếu lỡ gặp Đức Phật thì mùi ô uế xông lên thì mang tội rất lớn. Đức Phật đã nghe nói nhiều về người gánh phân này, nên khi thoáng thấy, Ngài dụng ý muốn độ anh ta, bèn bảo A Nan cứ lặng lặng tiến bước, còn riêng mình thì rẽ sang lối quanh khác, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt anh ta. Người gánh phân kinh hoàng, bỏ vội gánh phân xuống đất, cúi đầu quỳ mọp bên vệ đường, run sợ năn nỉ. Lạy Phật, Ni Đề hãy đứng dậy. Phật gọi đích danh khiến người gánh phân, chính Ni Đề, ngạc nhiên không hiểu vì sao Phật lại biết tên mình. Ni Đề, Đức Phật nói tiếp, ông muốn theo ta xuất gia không? Lạy Phật, con quả thật tên là Ni Đề, nhưng làm sao Phật biết và làm sao có thể xuất gia được? Tăng đoàn của Ngài gồm toàn là vương tử Sắc Đế Lợi và đạo sĩ Bà La Môn thì làm sao dung chứa được hạng hà tiện thuộc dòng Thủ Đà La làm nghề ô uế như con? Loài người sinh ra đều bình đẳng, Đức Phật dạy, không có dòng họ ti tiện, cũng chẳng có nghề nghiệp ti tiện, chỉ có người ti tiện vì tâm bị nhiễm độc, tham, sân si mà thôi. Nói xong, Đức Phật tự thân dắt Ni Đề xuống dòng sông Hằng, tắm rửa sạch sẽ và đưa về Tịnh Xá Kỳ Viên cho xuất gia làm sa môn. Ni Đề sau khi xuất gia một mực tinh tấn, cần khổ, chuyên tu, trừ bỏ hết cái lốt người gánh phân, lòng trở nên tuyệt đối thanh tịnh, nên chưa đầy một tuần chứng ngay được quả A-la-hán và hiện được thần thông. Quốc vương Ba Tư Nạc sau khi nghe tin một người gánh phân xuất gia làm đệ tử Phật, lấy làm kinh hoàng, cho rằng như thế làm ô nhục hàng sa môn và gây khó khăn cho sự kính lễ của hàng vua chúa. Nhà vua liền đến Tịnh Xá để khiển trách Đức Phật. Đến nơi, ông thấy một vị tân sa môn uy nghi đức hạnh đang ngồi tọa thiền trên một phiến đá gần cửa ra vào và đang hiện thần thông kỳ diệu. Lễ Phật xong, nhà vua hướng về vị tân sa môn mới gặp mặt và hỏi thăm để biết danh tánh. Phật bảo, đó chính là Ni Đề gánh phân, nhờ công hạnh tinh tấn đã chứng quả A-la-hán và có nhiều thần thông. Thấy vua ngạc nhiên, Phật giảng dạy thêm, chánh pháp như dòng nước trong, như ngọn lửa dữ, như lòng đại dương. Trên thế gian này không vật gì ô uế mà dòng nước trong không tẩy gội sạch, không có vật gì xấu xa, dù lớn dù nhỏ, mà ngọn lửa dữ không thiêu hủy hết, không có một thức gì dù sạch hay dơ, dù tịnh
hay uế mà lòng đại dương không dung đạp và tịnh hóa được hoàn toàn. Với chánh pháp cũng thảy đều được ly dục mà trở nên thanh tịnh. Với chánh pháp không hề có vấn đề chủng tộc, giàu nghèo, sang hèn. Tất cả những cái đó đều là giả danh. Nhục thể chỉ là xác thân do bốn đại, năm uẩn giả hộp mà thành. Trong nhục thân, chỉ có trí tuệ mới là điều quan trọng. Nếu biết khiêu đèn trí tuệ, thì ai cũng được cứu độ, trí tuệ bừng sáng. Trong thân giả hộp, ô uế không khác gì hoa sen nở trong chốn buồn lầy. Buồn thối mặt buồn, sen nở không ngăn được sen thơm. Bệ hạ là người thông minh, có nên vì chê buồn dơ mà không chiêm ngưỡng màu sắc mát dịu và hương thơm ngạt ngào của hoa sen không? Trước những lời giảng giải minh bạch của Đức Phật và trước sự thật về cụ thể là người La Hán Ni Đề đang uy nghi hiện thần thông, nhà vua thấy hết còn lý do để phiền trách Phật. Ngược lại, ông hân hoan đảnh lễ vị A-la-hán mới chứng quả và phát nguyện thường xuyên cúng dường mọi vật cần thiết, không thiếu một thứ gì. Tác phẩm Đức Phật độ người gánh phân Ni Đà, tác giả Cao Hữu Đính, trong tác phẩm Phật và Thánh Chúng.